chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ xả con quay máy cho 10 của mình nha anh em. Sẵn đây mình sẽ quay anh em chia sẻ anh em ha. Đây xả em nói nha anh em. Đây áo trong 10 viên nè, 99 màu đỏ nha anh em. Bao dày luôn. Nguyên đây 99 này nè, áo này có bán nha anh em, rất là dày, bát phải còn nha, có gãy một hai bát nhẹ nhẹ. Dinh bóng đèn đầy đủ hết nha anh em, ba xị à. Anh em nào nhanh tay thì còn chậm tay cũng còn luôn nha anh em. Anh em nào lấy 4 món bao hồ sơ nha anh em. Anh em nào lấy 4 món này sườn còn đẹp lắm nha anh em nè, coi nè. Sườn còn bao ok luôn. Đây anh em hồ sơ mình đang cầm nha anh em. Ủy quyền anh em mình đang đứng nha. Anh em nào xài cứ alo cho mình ha. 4 món nha. Đây, các bạn đi. À, xe này. Rút hồ sơ về anh em bấm số nhà luôn nha, số quận nhà nha. Rồi em xã cũng tới đây nè, anh em xài cái gì inbox cho em ha. Gắt chân 2 tầng. Gắt chân ngắn. Ở chân ngắn này em bán 2,5 cặp nha anh em, bao zin. Dây điện sườn còn rất là đẹp nha anh em.
thùng xăng. IC Mobil rồi còn zin hết luôn nha anh em. Chấp nham IC Mobil rồi còn đầy đủ nha. À, anh em thấy không? Còn zin hết. Sạc. Xe thì máy móc cực kỳ êm nha anh em. Xe này em test rồi, anh em cũng đã nghe máy rồi ha. Sườn còn đẹp lắm anh em. Anh em thấy không? Sườn còn rất là đẹp. Rồi, rồi em sẽ xả tiếp anh em ơi. Quay dàn áo nè, quay dàn áo anh em coi nè. Áo là dẹt cui luôn nha. Áo em treo á. Áo bát mút rồi còn đầy đủ. Chỉ có gãy một hai điểm nhỏ thôi. Anh em nào xài alo cho em ha. Đây còn IC mua bình sườn rồi còn zin hết nha anh em. Đó, quay anh em chi tiết anh em coi nè. Đó, IC mua bình sườn là nguyên zin. Đây bình xăng đây. Xăng 99 còn rất là đẹp nha anh em. Mà không hiểu sao nó bị từ cây con tán này nha anh em. Thì thầm luôn, anh em nào chơi bình này thì bán rẻ lại nha. Nó có lỗi cái là cây con tán này hả, anh em về anh em chạy cái răng rồi cái anh em bắt ốc vô ha. Đóng xi mi lại. Không chảy xăng dư không gì nha anh em. Nổ máy rất là im nha. Bây giờ mình mà nổ máy cho anh em nghe luôn nè. Chìa phá xe này nó mất tiền nè. Biết giờ nổ không? Thử gắn vô đạp thử rồi nổ luôn nha anh em. Em mở tháo cái bô ra này, bô treo rụng lặng đó anh em. Bô 99 nha, bô mới 2543 nha anh em. Bô còn mới keng sa beng luôn á, cái cổ nè anh em thấy không, bảy màu luôn rồi, chứng tỏ cái bô này mới gắn à, 2543 ha. Rồi để mình xả tiếp rồi quay cho anh em xem ha. Đây mô bin sườn. Mô bin sườn zin theo xe nè anh em. Rồi quay chi tiết anh em coi nè, đó. Zin theo xe, chụp bộ zin theo xe. IC. Mới gớt xe luôn nha anh em. Đó, anh em nào chơi thì cứ alo cho em nha. Đây em đang mở đó, đang xả đó, anh em cứ thích món gì alo cho em. 99 nha, đầu nắp số 8 luôn nha anh em. Đây em xả còn nhiêu này nè anh em. Còn củ đề nè, bộ bình xăng thì đã khách đã chốt rồi. Đây nắp súng bắp số 8. Ốc tán thì còn nói chung là tương đối được anh em. Anh em nào xài gì cứ inbox em thêm nha. Đây củ đề đây anh em. Củ đề thì cái có hơi dách chút xíu. Củ đề này em bán 7,5 nha anh em. 7,5 bao im ha. Giờ em sẽ gớt thêm cái nồi nữa nha. Qua lăn mâm lửa luôn nha anh em. Sẵn đây thì review anh em xem nha. Em gớt cái nồi luôn em.
Nồi này có gớt rồi nha anh em. Nồi này có gớt. Có sao nói vậy, nói chung là bố sau có thai rồi nha anh em. Bố sau có thai. Đó, bố sau có thai. Rồi mình tiến hành mình mở cái bố trước coi còn viên hay không nha anh em. Mấy cái nồi rớt xuống phải làm dấu nha anh em, không làm dấu nó hú à. Mà nồi trên 10 khỏi cần anh em ơi, cái nồi nào nó hú là nó hú, không hú không hú à. Đây nồi trên 10 đây anh em, đây nồi nồi trước thì còn nguyên zin nha, KFL chữ lớn à, anh em thấy không, đắt còn luôn, một năm ngày 15 tháng 11 năm 99 nha anh em. Đây bố đây, thôi mình nó hơi mờ anh em thông cảm à, sao mờ câm mà trời, bấm đứng ra. Anh em thấy không, nó vàng khè luôn nha anh em, bố còn cực kỳ đẹp nha anh em. Nào kết bạn Zalo nên quay ra cái đi về cộm luôn anh em thấy không, về cộm luôn, nó còn là vậy. Em bao anh em nha, bố trước là còn nguyên zin nha anh em, nguyên zin, còn nguyên zin cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đó anh em nào xài bộ nồi này alo cho em nha. Đó, bao anh em mà giọng hú thôi mà anh em bắt về bắt cho kỹ nha. Nói chung là những cái bộ nồi cũ này anh em mà bắt lên xe buộc nó phải có nhựa nhẹ, buộc là nó phải có hú gió nhẹ. Anh em mà đi một thời gian rồi nó mới im lại nha anh em. Rồi không, video tối nay xin kết thúc nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình nha. Đây em mới rớt ra lửa chín chín đây anh em. Không còn gì để tả luôn, sáng dớ luôn em ơi. Đây mới rớt ra cái đá chín chín anh em thấy còn không, mà nó còn mờ vậy nè, phải chi nó còn đen đen đi là ngon quá trời ngon rồi anh em. Đó anh em thấy nè, nó còn chữ chín chín đó anh em, 1999 đó, đúng 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 còn chữ, còn đúng chữ đó thôi.
Thôi giờ tiến hành gớt xuống luôn anh em gớt máy xuống luôn.